Anh xin chào mọi người, rất cảm ơn các bạn đã nhận tiền xem video của mình. Bây giờ lại là một buổi sáng, hôm nay là thứ năm. Anh nhầm, có nghĩa là hôm nay là ngày thứ năm mình tiến hành ăn theo cái chế độ mới này nè. Bởi vì tối qua mình về rất là trễ nên là mình quyết định là bây giờ để ra sáng mai mới video luôn, tại vì trễ quá, mình mệt quá. Mình nghĩ là các bạn quan tâm đó là hôm nay là sáng ngày thứ năm đúng không, thì rốt cuộc là cái cân nặng của mình nó như thế nào, tại vì mục tiêu của mình là xem nó có giúp tăng cơ rồi giảm mỡ rồi giảm cân hay không đồ này kia. Thật ra là mình cũng nôn nóng lắm chứ, nhưng hôm nào mình cũng cân, nhưng mà nói một cách thật sự thì tới ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi mà mình vẫn chưa giảm được 1 kg nào. Mình nghĩ là cái vấn đề nó nằm ở chỗ là cái chế độ ăn của mình, với lại do cái giờ sinh hoạt, cái giờ ăn uống này, giờ ngủ của mình nó cũng thất thường á. Mình có thể đảm bảo với các bạn một cách, đó là nếu mà các bạn chỉ cần nghe ăn uống đủ đúng bữa và ngủ ngày đúng nhất thôi, mình cũng có mình đi ngủ sớm, mình thức dậy sớm, vận động mỗi ngày 30 phút đó, thì chắc chắn 15-30 ngày đó, thì các bạn sẽ có một cái cơ thể mình nó cân đối hơn, chứ không có nhất định mà phải giảm cân đâu. Tại vì thôi cái cân nặng của mình nó nhẹ nên cái người của mình nó gọn lại. Mình sắp đi làm rồi nên là mình phải tranh thủ edit nhanh qua cái video ngày hôm qua. Và hôm nay thì mình có ngũ cốc của Trung Quốc này. Các bạn có nhớ có ngũ cốc mà lúc mà mình so sánh chung với Caribe không? Mình xem cái ngũ cốc cái rõ nó vẫn rất là đầy và nổi bật đúng không? Màu tím là màu hot năm nay á. Chuẩn bị mọi người nha, mình phải tranh thủ làm một tí. Ở dưới tủ lạnh của mình còn một hộp hủ da u này, nên là mình quyết định là sẽ trộn chung với yến mạch. Nói chung là trộn thêm chứ không phải chừng này đâu, chừng này chụp cho đẹp thôi. Để mình ăn nghe. U này có đường nghe các bạn. Lưu bị này tham ăn lắm. Chào mọi người, vì chiều nay bận quá đó nên là mình cũng ăn đại cái gì đó thôi. Xong chiều nay thì mình sẽ ăn bánh yến mạch với chuối nè. Mình biết là có thể các bạn cũng đã xem công thức nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mọi người hãy cùng làm chung với mình luôn nha. Làm cái gì có chung có đồng bọn mới vui đúng không? Đầu tiên thì mình sẽ để đổ trứng vào đây. Các bạn có thể đánh tay nha, nhưng mà mình thực sự rất là lười, sau đó đổ chuối vào. Mình có thể sử dụng đường chiên hoặc mật ong cũng được, tăng thêm độ ngọt. Nhưng mà mình thì mình thích cái độ ngọt của chuối và nó rất là thơm rồi, nên mình nghĩ là đủ. Sau đó mình sẽ cho yến mạch vào, xay lên. Tùy vào mọi người muốn ăn khô hay là ăn hơi dẻo một tí á, thì mình sẽ lựa cho nó hợp lý. Cái bột của mình lúc sơn thông nó sẽ sền như thế này các bạn. Thơm là thơm. Ở đây thì mình có một cái chảo chống dính. Tại vì mình ăn hàng ngày á, với lại mình cũng không có thời gian, nên là mình sẽ đổ những cái lớn lớn. Còn các bạn mình muốn tiện thì mình đổ nhỏ nhỏ xong rồi mình chia ra ăn cũng được nha. Mình để lửa nhỏ một tí để cho cái bánh nó được chín. Cái bánh nó chín mà nó không có bị cháy á, tại vì giờ nó là bánh ăn kiêng á, nên là mình sẽ cố gắng không sử dụng dầu mà chỉ để áp chảo thôi. Bánh chín rồi thì nó sẽ như thế này nè mọi người. Mọi người có thấy là nó có nãy bốc khói xèo xèo lên không? Thì bây giờ mình sẽ dỡ ra và ăn thôi. Và chúc mọi người buổi tối ngon miệng nha. Bye bye.